Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden cần 1.968 phiếu đại biểu để giành được đề cử từ Đảng Dân Chủ và ông đã vượt qua con số này vào tối ngày 12 tháng 3 theo giờ địa phương sau khi kết quả bầu cử được thông báo ở bang Georgia. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đang trên đà giành được đề cử từ Đảng Cộng Hòa. Trên thực tế, ông Trump được xác định là chắc suất đề cử từ Đảng Cộng Hòa sau khi đối thủ Nikki Haley rút khỏi đường đua Tổng thống vào tuần trước trong sự kiện siêu thứ ba Kết quả bỏ phiếu sơ bộ vẫn đang được chờ công bố từ bang Mississippi, Washington và Hawaii. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc tổng tuyển cử năm 2024 của Mỹ sẽ chứng kiến màn tái đấu giữa hai ứng viên là Joe Biden, 81 tuổi, và Donald Trump, 77 tuổi. Theo hãng tin Reuters, đây sẽ là màn tái đấu đầu tiên sau gần 70 năm kể từ năm 1956, khi Tổng thống Dwight Eisenhower giành thắng lợi trước ông Adlai Stevenson, cựu thống đốc bang Illinois mà ông Eisenhower đã đánh bại 4 năm trước đó. Theo hãng tin AP, ông Biden đã ăn mừng chiến thắng và một lần nữa chỉ trích ông Trump là mối đe dọa với nền dân chủ Mỹ. Tôi rất vinh dự khi liên minh cử tri rộng rãi, đại diện cho sự đa dạng của Đảng dân chủ trên khắp đất nước, đã đặt niềm tin vào tôi một lần nữa để lãnh đạo đảng của chúng ta cũng như đất nước của chúng ta trong thời điểm mà mối đe dọa do ông Trump đặt ra lớn hơn bao giờ hết, ông Biden nói. Trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng nhận định ông Biden sẽ trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ. Dù vậy, các cuộc thăm dò của Reuters IPSOS cho thấy là cử tri không mấy hào hứng với màn tài đấu của Biden và Trump. Ông Trump đang phải đối mặt với 91 tội danh trong bốn cáo trạng hình sự, còn ông Biden thì đã 81 tuổi, không tránh được những nghi ngờ về việc ông có thể tiếp tục hoàn thành trách nhiệm trong nhiệm kỳ thứ hai hay không. Ông Biden cũng đang phải chịu sức ép từ cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Mỹ Mexico. Sau khi ông Biden và ông Trump thu đủ số phiếu đại biểu, cả hai sẽ được đại hội đảng toàn quốc của hai đảng tổ chức vào tháng 7 tại Đảng Cộng hòa và tháng 8 tại Đảng Dân chủ chính thức đề cử là ứng viên của đảng tranh cử. Trong ngày 12 tháng 3, các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi và nhiều khả năng cựu tổng thống Donald Trump sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Tuần trước, ông Donald Trump đã vượt qua đối thủ duy nhất còn lại, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, khi giành chiến thắng tại 15 trên 16 bang trong ngày bầu cử siêu thứ ba ngày 5 tháng 3. Với kết quả này, ông Trump chỉ cần thêm khoảng 140 phiếu đại biểu để trở thành người đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Tổng số phiếu đại biểu tại các bang Georgia, Hawaii, Washington và Mississippi hiện là 161. Quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của bà Haley khiến việc đạt đủ số phiếu đại biểu cần thiết dường như trong tầm tay của ông Trump. Về phía đảng Dân Chủ, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ góp mặt trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại Georgia, Mississippi, Washington và quần đảo Bắc Marianas. Tổng thống Biden đã thống trị đường đua của đảng Dân Chủ từ cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina hôm mùng 3 tháng hai vừa qua cho đến mạch chiến thắng áp đảo trong ngày siêu thứ ba để rộng đường tiến tới giành đề cử của đảng. Ông Biden sẽ có đủ phiếu bầu để trở thành đại diện đảng Dân Chủ trong ngày 12 tháng 3 nếu giành được 40% phiếu đại biểu. Ngày 5 tháng 3, Tổng cộng bang và vùng lãnh thổ Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ và họp đảng nơi các cử tri đã bày tỏ quan điểm về ứng viên Tổng thống của từng chính đảng mà họ ủng hộ. Bên phía Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã một mình một ngựa tiến về phía trước và dự kiến sẽ trở thành đại diện của chính đảng này vào tháng 11 tới. Ông Trump thắng ở mọi bang và vùng lãnh thổ trừ Vermont, trước cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. CNN nhận định, việc ông đạt được chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử sơ bộ là một diễn biến hiếm gặp, thông thường chỉ các ứng viên là tổng thống đương nhiệm mới đạt được những chiến thắng như vậy. Phép thử siêu thứ ba đã mang lại thành công lớn cho ông Trump, cho thấy ông là ứng cử viên số một của Đảng Cộng Hòa, nhất là sau khi bà Haley thông báo sẽ rút khỏi cuộc đua Tổng thống. Diễn biến này đưa ông Trump tới gần hơn viễn cảnh sẽ tái đấu với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11 tới như những gì đã xảy ra vào năm 2020. Nó cũng cho thấy sức hút của ông Trump với cử tri Đảng Cộng Hòa bất chấp những rắc rối pháp lý mà cựu Tổng thống Mỹ vướng phải trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên theo Newsweek, kết quả của ngày siêu thứ ba cũng cho thấy rằng ông Trump cũng đối mặt với thách thức nhất định. Bà Haley, một ứng cử viên có quan điểm ôn hòa hơn, đã nhận được hơn 2 triệu phiếu bầu vào ngày siêu thứ ba và vẫn đạt được khoảng 20 tới 40% sự ủng hộ ở một số bang so với ông Trump. Giờ đây câu hỏi đặt ra là liệu ông Trump có thuyết phục được những cử tri ủng hộ bà Haley quay sang ủng hộ cho ông với tư cách ứng viên Đảng Cộng hòa hay không. Mỗi phiếu bầu đều rất quan trọng nếu ông Trump muốn thắng ông Biden vào tháng 11, đặc biệt là ở các bang chiến địa, nơi mà Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cạnh tranh nhau từng cử tri. Theo giờ The Hill, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ phần trăm đáng kể những người ủng hộ bà Haley ở các bang chiến địa như New Hampshire, Virginia và North Carolina khá hờ hững với ý tưởng sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống. Điều đó mang lại một hy vọng cho những người thuộc đảng Dân Chủ ủng hộ ông Biden họ cho rằng ông trump sẽ gặp thách thức để đoàn kết các cử tri cộng hòa và giành được sự ủng hộ cần thiết để vượt mặt ông biden bà haley đã bày tỏ quan điểm bà sẽ không ủng hộ ông trump khi dừng chiến dịch tranh cử bà nói rằng cựu tổng thống phải tự kiếm phiếu bầu từ những người không ủng hộ ông chương trình nghị sự của hai người có những điểm khác biệt nhất định và nó khiến nhóm ủng hộ bà haley chia ra ba xu hướng theo giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại đại học fuman của mỹ daniel levison Thứ nhất là những cử tri sẽ quay sang ủng hộ ông Trump vì không muốn Đảng dân chủ chiến thắng, thứ hai là những người sẽ không chấp nhận chiến lược tranh cử của cựu tổng thống Mỹ, nhóm còn lại có thể sẽ quyết định không đi bỏ phiếu vào tháng 11 hoặc quay sang ủng hộ một ứng cử viên độc lập. Ông cho biết, câu hỏi sẽ là những người ủng hộ bà Haley ở các bang chiến địa sẽ làm gì? Ở những bang đó, cục diện của bầu cử tháng 11 có thể phụ thuộc vào họ và sự lựa chọn của họ. Ngày 5 tháng 3, chiến dịch tranh cử của ông Biden đăng một đoạn video quay hình những người ủng hộ bà Haley. Những người này nói rằng họ ủng hộ Đảng Dân Chủ chứ không ủng hộ ông Trump. Trong một bài đăng trên X, Chủ tịch Tài chính của chiến dịch tranh cử Biden-Harris năm 2024 viết, những người ủng hộ bà Haley, chúng ta có thể không đồng ý về mọi vấn đề, nhưng chiến dịch của ông Biden mở cửa chào đón tất cả những người muốn đưa đất nước chúng ta tiến lên phía trước. Hãy thoải mái nhắn tin cho tôi. Ông Biden sau đó phát đi tuyên bố nói rằng chiến dịch của ông luôn có chỗ cho những người ủng hộ bà Haley. Ông thừa nhận có những vấn đề mà những người ủng hộ bà Haley và chiến dịch tranh cử của ông có thể không đồng tình, nhưng cho biết họ nhất trí về các vấn đề cơ bản. Christopher Boric, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Merlinburg của Mỹ cho rằng những người ủng hộ bà Haley sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng và có thể là yếu tố quyết định trong kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở các bang chiến địa. Trong ngày bầu cử siêu thứ ba, vào ngày 5 tháng 3 theo giờ địa phương, hàng triệu cử tri tại 15 bang và vùng lãnh thổ Samoa, tương ứng với gần 1 phần 3 ba số bang của Mỹ, tham gia vòng bầu cử sơ bộ theo hình thức bỏ phiếu công khai hoặc học kín để chọn gương mặt đại diện cho đảng của mình ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm 2024 tới đây. Theo ghi nhận của truyền thông Mỹ, siêu thứ ba đã ghi nhận những chiến thắng áp đảo mang tính quyết định của tổng thống đương nhiệm Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ và người tiền nhiệm Donald Trump thuộc Đảng Cộng hòa. New York Times cho biết, các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra từ nay đến tháng 6 năm 2024, nhưng kết quả ngày siêu thứ ba mang tính định hình và cho thấy xu hướng ủng hộ của thành viên hai đảng Dân chủ Cộng hòa với ứng viên mà họ tin tưởng. New York Times, AP và CNN cho biết, ông Biden thắng bầu cử sơ bộ Đảng Dân chủ ở 15 bang, thất bại duy nhất của ông là tại vùng lãnh thổ Samoa, nơi chính trị gia Jason Palmer giành được 51 trên 91 phiếu bầu kín của nội bộ Đảng Dân chủ. Trong vòng sơ bộ ở Samoa năm 2020, ông Biden cũng để thua đối thủ Michael Bloomberg. Samoa là vùng lãnh thổ Mỹ gồm các con đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương với khoảng 50.000 cư dân. Tuy nhiên, kết quả ở Samoa, nơi chỉ có 6 phiếu đại biểu, không có tác động đáng kể tới chiến dịch tranh cử của ông Biden. Theo quy định Đảng Dân Chủ, ứng viên Tổng thống chính thức cần nhận được 1.968 phiếu ủng hộ trong tổng số 3.934 đại biểu toàn nước Mỹ. Ứng viên thắng sơ bộ tại bang nào thì đại biểu Đảng Dân Chủ bang sẽ bỏ phiếu cho người đó tại Đại hội Toàn đảng lựa chọn ứng viên Tổng thống. Tính đến 17 giờ chiều ngày 6 tháng 3 theo giờ Hà Nội, ông Biden gom được 1.497 phiếu và con số đang không ngừng tăng lên. Phát biểu sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Tổng thống Biden gửi lời cảm ơn tới người ủng hộ. Ông nói, thông điệp của tôi gửi tới đất nước là mọi thế hệ người Mỹ sẽ đương đầu với thời điểm mà chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ. Hãy đứng lên vì quyền bầu cử và quyền công dân gửi tới mọi thành viên Đảng Dân Chủ, Cộng Hòa và những người độc lập tin tưởng vào một nước Mỹ tự do và công bằng đây là thời điểm của chúng ta, cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng. Từ phía Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Trump thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Alabama, Arkansas, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Minnesota, Massachusetts, Colorado, California, Alaska và Utah. Đối thủ của ông là bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, chỉ chiếm ưu thế tại bang Vermont. Kết quả được truyền thông Mỹ đánh giá là bất ngờ. Đây là lần thứ hai bà Haley thắng vòng sơ bộ tại một bang sau cuộc bầu cử ở Washington, D.C. Đảng Cộng hòa quy định ông Trump cần ít nhất là 1.215 phiếu ủng hộ trong tổng số 2.429 đại biểu toàn quốc để trở thành ứng cử viên tổng thống. Tính đến 17 giờ chiều ngày 6 tháng 3 theo giờ Hà Nội, ông Trump có được 995 phiếu ủng hộ, gấp hơn 10 lần bà Haley. Ông Trump cùng ngày gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ và tuyên bố sẽ nỗ lực để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông sẽ hạn nhiệt tình hình ở giải Gaza và tình hình ở Ukraine khi đắc cử. Ông nói chúng ta đã giành chiến thắng lớn nhất tới nay, tôi chỉ có hai từ là cảm ơn mà thôi. Khi tên các ứng viên Tổng thống trên lá phiếu gần như chắc chắn là đã được định đoạt, người dân Mỹ đang bắt đầu chuyển sang đánh giá ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử quyết định vào tháng 11 năm 2024, theo cuộc thăm dò do CBS News thực hiện. Chủ đề nhập cư và tình hình kinh tế hiện đang được nhiều cử tri tại các bang trọng yếu quan tâm. Đây cũng là vấn đề mà nước Mỹ đang đầu đầu giải quyết. Trong khi các ông Trump và Biden đã đưa ra nhiều quan điểm trái ngược, kết quả một cuộc thăm dò khác do tờ The Hill đăng tải vào ngày 5 tháng 3 cho thấy 47% số người Mỹ được hỏi ủng hộ ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, trong khi số người ủng hộ ông Biden chỉ thấp hơn một chút là 45%. Tuy nhiên, theo giới quan sát, tỷ lệ dẫn trước của hai ông trong các cuộc thăm dò có thể liên tục thay đổi khi chiến dịch tranh cử diễn ra quyết liệt hơn trong những tuần tới đây. Đó là chưa kể tác động từ những rắc rối pháp lý mà ông Trump có thể phải đối mặt trước khi ngày bầu cử diễn ra. Dạng sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ bờ đông của Mỹ, tức trưa mùng 6 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Các hãng truyền thông Mỹ dự báo đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng lớn tại bang California trong ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ ba. Tại Mỹ, kết quả kiểm hơn 35% số phiếu tại California cho thấy ông Biden đang dẫn đầu với 88,3% số phiếu bầu và có khả năng giành chọn 424 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, ông Trump có được 74,8% số phiếu ủng hộ, còn đối thủ của ông là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley được 21,2%. Theo đó, ông Trump cũng có cơ hội ôm chọn 169 đại biểu của bang này. California là bang đông dân nhất nước Mỹ với hơn 39,3 triệu người và số đại biểu của hai đảng cũng được phân bổ nhiều nhất, cao hơn cả bang Texas. Những chiến thắng liên tiếp trong ngày siêu thứ ba càng củng cố nhận định của giới quan sát rằng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. you <music>